Xem ngày tốt khai trương năm 2022 cho 12 con giáp. Quảng Tòng xin kính chào quý anh chị em. Thì sau đây Quảng Tòng xin được gửi đến quý anh chị em những ngày tốt nhất để khai trương cho 12 con giáp. Nên mong quý anh chị em ghi nhớ và vận dụng cho công việc của mình. Trước tiên là xem ngày khai trương cho người tuổi Tý. Người tuổi Tý thì nên khai trương vào ngày mùng 2, ngày mùng 3, ngày mùng 4 và ngày mùng 9. Tiếp theo, xem ngày khai trương cho người tuổi Sửu. Đó là vào ngày mùng 3, ngày mùng 4, ngày mùng 7, ngày mùng 9 và ngày mùng 10. Tiếp theo, xem ngày khai trương cho người tuổi Dần. Đó là ngày mùng 2, mùng 3, mùng 4, mùng 7, mùng 9 và mùng 10. Tiếp theo là xem khai trương cho người tuổi Mão thì gồm có ngày mùng 2, ngày mùng 3, ngày mùng 7, ngày mùng 9 và ngày mùng 10. Xem ngày khai trương cho người tuổi Thìn thì gồm có ngày mùng 3, ngày mùng 4, ngày mùng 9 và ngày mùng 10. Xem ngày khai trương cho người tuổi Tỵ thì gồm có ngày mùng 2, ngày mùng 4, ngày mùng 9 và ngày mùng 10. Xem ngày khai trương cho người tuổi Ngọ thì gồm có ngày mùng 2, ngày mùng 4, ngày mùng 7, ngày mùng 9 và ngày mùng 10. Xem ngày khai trương cho người tuổi Mùi thì gồm có ngày mùng 3, ngày mùng 4, ngày mùng 7, ngày mùng 9 và ngày mùng 10. Xem ngày khai trương cho người tuổi Thân thì gồm có ngày mùng 2, ngày mùng 3, ngày mùng 4, ngày mùng 7 và ngày mùng 10. Xem ngày khai trương cho người tuổi Dậu thì gồm có ngày mùng 2, ngày mùng 3, ngày mùng 4, ngày mùng 9 và ngày mùng 10. Xem ngày khai trương cho người tuổi Tuất thì gồm có ngày mùng 2, ngày mùng 3, ngày mùng 4, ngày mùng 7, ngày mùng 9 và ngày mùng 10. Xem ngày khai trương cho người tuổi Hợi thì gồm có ngày mùng 2, ngày mùng 3, ngày mùng 4, ngày mùng 7 và ngày mùng 10. Quảng Tầm xin kính chào quý anh chị em. Như vậy là Quảng Tầm đã tổng kết lại tất cả những cái ngày đẹp để khai trương cho 12 con giáp. Nếu quý anh chị em có điều gì thắc mắc thì xin vui lòng comment đặt câu hỏi và nhớ bấm đăng ký để theo dõi mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.